một sân chơi để cho trẻ tự do khám phá những điều thú vị khác của cuộc sống không có trong sách vở vừa được mở cửa ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất đông phụ huynh cùng con em mình đã háo hức tham gia sân chơi hiện đại và gần gũi này. Tại đây các em được hòa mình vào những trò chơi vui nhộn tuổi thơ, trò chơi gia đình hạnh phúc, đặc biệt là các em được quan sát, tìm hiểu và học hỏi cách làm và chế biến một số thực phẩm sử dụng hàng ngày. Chuỗi trò chơi tại đây khéo léo sắp xếp khoa học, gần gũi và dễ hiểu, giúp trẻ dễ tiếp thu được những bài học từ thực tế, phát triển kỹ năng sống bên cạnh các kiến thức ở trường.